Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín khiến người hâm mộ và giới văn nghệ sĩ vô cùng đau xót. Ngày hôm qua, ngày 5 tháng 1, rất đông văn nghệ sĩ đã đến chia buồn và thắp nén nhang cho ông. Một người nghệ sĩ tài hoa, một tượng đài của làng điện ảnh Việt Nam. Tang lễ của cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín được tổ chức tại nhà riêng thuộc khu căn hộ chung cư phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều văn nghệ sĩ đã tới để tiễn biệt một người anh, người đồng nghiệp đáng kính. Tin của anh Tín ra đi rất là đột ngột. Lúc mà sáng mới ra đọc báo thì mở ra thấy rất là bàng hoàng, tại vì anh vẫn còn rất là khỏe. Cách đây thời gian ngắn thì anh em vẫn còn liên lạc với nhau qua Facebook. Nó cũng có một cái điều là anh đi thì nó rất là êm, rất là nhẹ nhàng. Nên cái điều đó nó cũng để lại cái cú sốc cho gia đình. Anh là một tượng đài mà để cho một cái thế hệ những đàn em đi sau luôn luôn nối gót về cái tâm tài của anh Nguyễn Chánh Tín, một nghệ sĩ gạo cội, một hình tượng của làng điện ảnh Việt Nam. Cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952 tại Bạc Liêu trong một gia đình có truyền thống võ học. Ông là ca sĩ, đạo diễn và là diễn viên của nhiều phim điện ảnh. Vai diễn đầu tiên đã đưa tên tuổi của ông đến người hâm mộ qua nhân vật Nguyễn Thành Luân trong Ván Bài Lật Ngửa. Từ phim này, ông đã tiếp tục sự nghiệp diễn viên với nhiều vai diễn khác trong các phim như Tình Đất Củ Chi, Con Mèo Nhung, Hạnh phúc ở quanh đây, Điệp khúc hy vọng. Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín lập gia đình năm 1974 với ca sĩ Bích Trâm, sinh được 2 người con, một trai và một gái. Ở tuổi ngoài 60 với biến cố kinh tế đã khiến ông trở thành người đàn ông vô sản. Tuy nhiên, tài sản quý giá nhất ông còn giữ lại được chính là người vợ đã kề vai sát cánh trong suốt cuộc đời. Ông vẫn thường đưa vợ đi hát ở các phòng trà, các tụ điểm ca nhạc. Đó cũng là cách mà ông chia sẻ đam mê ca hát với người vợ yêu thương của mình. Đang xem TV, tự nhiên cô nghe chú lã. Thế là cô chạy vô, cô hỏi thì ông này nó bóp cái tim, nó nhói quá, đau quá. Em đi lấy cho anh cái thuốc dán á, cái thuốc dán gì đó, cái hiệu của ổng á, để tôi dán. Cho ông dán ở dưới này nè, ở dưới cái ngực đó, thì dán hồi cái ông nói, thuốc này tốt lắm, ổn, dán vô nó hết đau. Vậy chứ mà ông chơi game này, cái ông ngủ tới sáng ông đi luôn. Đi ông nằm gì nè, cô lấy cái tay cô để xuống, rồi cái cô mới lấy bóp hai cái chân của ổng, lạnh luôn. Cô mới nghi rồi, cô mới cho lên rồi. Không còn thể. Ra đi ở tuổi 68, gia tài của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín không còn gì ngoài người vợ và 2 con của ông. Tuy nhiên, đến tận hôm nay, người con trai lớn của ông vẫn chưa về kịp bên ông. Được biết, đến ngày 8 tháng 1, con trai ông mới từ nước ngoài về đến Việt Nam. Đây cũng chính là ngày động quan tiễn đưa cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín về hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.